Chào cả nhà đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Cam là loại trái cây giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C, rất có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nhà mình mua nhiều để dành vắt lấy nước uống hàng ngày để tăng cường sức đề kháng. Nhưng nếu không biết cách bảo quản thì cam sẽ nhanh chín và có tình trạng bị hư, bị ủng, để lâu sẽ bị hôi ê đấy cả nhà. Vì thế, hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà bí quyết bảo quản cam giữ được tươi lâu rất đơn giản mà đa phần ít người mà để ý đến. Trước khi bảo quản, Mai rửa cam qua nước sạch trước nha. Sau đó, với cách bảo quản này, Mai chỉ cần một lượng nhỏ baking soda. Loại baking soda này còn gọi là muối nở đó cả nhà. Có bán ở siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh rất là dễ tìm nha. Mai pha một muỗng canh baking soda với nước rồi cho cam vào ngâm 15 phút. Thông thường, trái cây hay ngậm hóa chất rất là nhiều, vì vậy nên rửa trái cây qua baking soda để tẩy rửa sạch cái hóa chất và giúp cho trái cây của chúng ta luôn tươi xanh và giữ được lâu hơn nè. Sau khi mà vớt cam ra để cho khô ráo nước rồi á, thì bây giờ Mai sẽ phân loại cam để mà bảo quản nha. Mai mua nhiều loại cam khác nhau, cam chín, cam tươi và cam đã cũ được mấy ngày rồi, thì Mai sẽ bảo quản nhiều cách khác nhau cho cả nhà mình cùng xem nha. Sau khi phân loại xong á, thì Mai sẽ được hai rổ. Rổ bên đây là dạng cam chín nè, nên Mai sẽ bảo quản một cách khác. Còn ở bên đây á, là cam tươi và cam loại trung, tức là không mới cũng không quá cũ nha. Mai sẽ bảo quản cách khác luôn. Bây giờ Mai sẽ bảo quản cam tươi trước nha. Mai chuẩn bị túi ni lông nè và màng bọc thực phẩm nữa. Cái màng bọc thực phẩm này Mai mua ở Bách Hóa Xanh nè. Mọi người có thể vào Bách Hóa Xanh để mua hoặc là bất cứ siêu thị nào đều có nha. Trước tiên Mai lựa cam loại trung, tức là cam không được đẹp và mới lắm. Mai cho tất cả vào túi ni lông, sau đó cột kín lại nha. Trong lúc xem, nếu cả nhà mình thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh nha. Và đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất nha. Nếu cả nhà mình có cách nào hay hơn thì có thể để lại comment bên dưới, lần sau Mai sẽ ra video được hoàn thiện hơn nha. Còn đây là cam tươi, loại mà cuống và lá còn xanh đó cả nhà, thì Mai sẽ bảo quản theo cách này nha. Với cách 2 này, Mai sẽ dùng màng bọc thực phẩm. Mình bọc kín xung quanh quả cam lại nha cả nhà. Mình bọc thật kín ha, không cho không khí lọt vào luôn nha. Nếu như mà để không khí lọt vào thì quả cam sẽ nhanh hỏng ha. Với cách này nè, chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở các cửa hàng bán trái cây hoặc là ở siêu thị ha. Họ làm theo cách này để giúp cho quả cam giữ được độ tươi lâu, không có bị khô héo. Và Mai sẽ tiếp tục bọc những quả cam còn lại luôn nha. Sau khi những quả cam bọc kín xong á, mình sẽ đem để vào cái túi ni lông cột lại nha cả nhà. Với cách này á, thì cái quả cam của chúng ta để được tầm cả tháng hoặc hơn luôn đấy. Mà yên tâm, không có sợ nó bị héo gì nha cả nhà. Hai túi cam này á, sau khi xong mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh. Cái túi dạng trung thì Mai sẽ dùng trước, còn túi mà có màng bọc thực phẩm thì Mai sẽ dùng vào cuối cùng nha cả nhà. Và bây giờ với cách 3 này, Mai sẽ bảo quản cam chín nè.
Cam chín thường sử dụng không kịp sẽ dễ bị hôi ê, vì vậy Mai sẽ vắt lấy nước. Với cách này cũng áp dụng cho những lúc mình lỡ vắt cam nhiều mà uống không hết luôn nha cả nhà. Mai chuẩn bị cái chai thủy tinh sậm màu có nắp đậy. Lý do mà Mai dùng chai sậm màu á, vì chai màu tối sẽ giúp cho hạn chế thất thoát các vitamin bị phân hủy bởi ánh sáng đấy cả nhà. Nên chúng ta không có sợ vitamin trong nước cam giảm nha. Để bảo quản cam tươi bằng dạng nước thì hãy cho nước cam vào chai thủy tinh màu sậm, sau đó đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này có thể bảo quản từ 3 đến 5 ngày đấy cả nhà. Với cách thứ tư này, nếu mà nước cam tươi còn nhiều quá thì chúng ta cho nước cam tươi vào khay đá, sau đó để vào ngăn đông tủ lạnh, lúc nào cần uống thì lấy ra ngoài để tầm 5 đến 10 phút là có ngay nước cam tươi để uống nha cả nhà. Với cách này thì mình thoải mái để bao lâu cũng được mà không có sợ hư nha cả nhà. Vậy là Mai đã chia sẻ xong 4 cách bảo quản cam đơn giản rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công nha. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.